Chào mọi người, mình là Abuchino đến từ chuyên mục audio tinh tế. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái tai nghe không dây mới nhất của Sony, đó là WI-C600N. Hay, chiếc tai nghe mới nhất của Sony đó là WI-C600N. Chữ N ở trong này có nghĩa là noise cancelling đó các bạn ha. Các bạn có thấy ở dưới này luôn, noise cancelling đây. Và thứ hai nữa, nó cũng thể hiện một tính năng khác của chúng ta nghe mới này, đó là Google Assistant, hỗ trợ trợ lý ảo Google Assistant rất là tiện lợi luôn. Thời lượng pin của nó chỉ là 6,5 giờ thôi, tuy nhiên cái này là một điều rất là dễ hiểu đối với những tai nghe chống ồn chủ động. Thời lượng pin thường thường nó sẽ ít hơn so với những cái mẫu khác. Nói chung trên hộp thì nó cũng không còn gì nhiều nữa, nói chung là chỉ có các cô thể hiện các bạn một vài tính năng khác, đó là ví dụ như kết nối NFC này ha. Cái năng DSEE này là chức năng upsample để cho các pha nhạc mà ở chất lượng thấp hơn nó sẽ upsample lên cái sample rate cao hơn và để giảm màn trực tiếp cho tai nghe luôn. Thứ ba nữa là cái con ABTX thì con này có hỗ trợ các codec kết nối như là AAC, FBC và ABTX luôn. Bây giờ sẽ đến cái phụ kiện bên trong của nó, cũng khá đơn giản thôi các bạn. Đây, đây là dòng bộ phụ kiện của nó. Đầu tiên đó là hai cuốn sách manual. Hai cuốn sách này các bạn nên đọc bởi vì cái cách hướng dẫn sử dụng cũng như cách kết nối với phần mềm Sony Headphone Connect đều ở trong này hết luôn. Thì các bạn rất nên đọc cái cuốn này. Mới mua về nên đọc luôn. Thứ hai nữa là một cái phiếu bảo hành của Sony. Cái phiếu bảo hành này các bạn mua tai nghe nào của Sony cũng có hết và các bạn nên giữ cái phiếu này lại để bảo hành trực tiếp ở bên trung tâm bảo hành của Sony luôn. Thứ ba là cái phụ kiện. Phụ kiện thì nay nó chỉ có cho các bạn rất đơn giản thôi. Đầu tiên nó là một cái dây sạc USB Type-C. Đây là một trong số ít những tai nghe mà sử dụng dây sạc Type-C mà trong tầm giá khoảng phân khúc tầm trung này mà sử dụng Type-C á, khá ít con sử dụng cái này, thì đây là một điểm cộng rất là lớn. Thứ hai nữa đó là các cái cặp tiếp này được Sony giới thiệu, đó là cặp tiếp silicon hybrid. Thì cá nhân mình đeo á thì đeo cũng rất là thoải mái và fit tốt nữa. Cái tiếp này nó cũng góp phần rất lớn trong cái việc mà chống ồn chủ động trong cái tai nghe WI-C600N này luôn. Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta, con tai nghe WI-C600N. Đây là một trong những con tai nghe đầu tiên của Sony sử dụng cái thiết kế là silicon, neckband silicon này. Bởi vì trước đây con C400 và con 1000X đều sử dụng cái headband, neckband rất là cứng. Thì con này thì sử dụng neckband silicon rất là tiện lợi cho các bạn mà bỏ túi hoặc là bỏ ba lô gập gọn lại cũng được. Rồi, các cái nút điều khiển chính của tai nghe này á đều nằm ở phía bên trái hết. Đầu tiên là cái nút nguồn kiêm nút dọc Bluetooth luôn. Thứ hai đó là cụm tăng giảm âm lượng này. Và thứ ba là nút ngoài cùng này. Nút ngoài cùng này là cái nút play pause cũng như là cái nút nghe gọi luôn, thì rất là tiện dụng. Cái này là dưới này là cổng sạc này, cổng sạc USB Type-C mình mới nói với các bạn rồi đó. Rồi, ở bên phải đó là chỉ có một nút duy nhất thôi. Nó ghi là NC Ambience, tức là các bạn có thể điều chỉnh mức độ chống ồn ở trên cái nút này luôn. Hoặc đó là nếu các bạn sử dụng Google Assistant thì các bạn có thể sử dụng trợ lý ảo và đọc notification ở trên này luôn, cái nút này luôn. Thì cái này nếu mà các bạn muốn điều chỉnh á thì các bạn nên sử dụng cái phần mềm, đa phần mềm là Sony Headphone Connect. Và ở trên cái tai nghe này nó cũng là có một cái nam châm để gắn với nhau ha, để trong trường hợp mà các bạn không nghe tai nghe nữa thì có thể gắn gọn lại với nhau hơn, không có rơi lòng thòng ra bên ngoài. Mình đó muốn nói chút xíu đó về chất âm. Thì về chất âm của tai nghe này á, đây là một trong những cái tai nghe có chất lượng âm thanh rất ấn tượng với mình, đặc biệt ở giải mix nó rất là ngọt ngào, trầm ấm và dễ nghe luôn, rất dễ nghe. Thay vì những con tai nghe bình thường ở tai nghe Bluetooth thể thao thì nó thường có chất âm là hơi V-shape, nó hơi nhiều bass và nhiều treble một chút xíu, thì con này nó thay vào đó nó lại nhấn vào cái dải trầm và dải low mid, nghe rất là dễ nghe luôn, ngọt ngào lắm. Rồi, về tính năng thì và chất âm thì mình sẽ làm một bài review thêm cụ thể hơn cho các bạn. Còn hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn các bạn ở trên tay sản phẩm này thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha.